Rồi có kết quả rồi, vậy là thành mặt phúng. Tôi nghe 20 phút mà cho anh ăn thì chắc anh đã ăn được khoảng, nếu mà gỡ sạch thì chắc khoảng 6-7 con thôi. Ăn hết tô phở trong vòng 20 phút, rồi ăn hết cả nước lẫn cái luôn thì sẽ được nhận 1 triệu đồng. Hành trình tham gia thử thách cùng team anh Lâm Vlog để nhận lấy 20 triệu như thế nào? Còn em thì mời được anh bụng mỡ. Thật sự mà nói đây là một cuộc trải nghiệm vô cùng lý thú, căng não và hấp dẫn của bụng mỡ. Bụng mỡ được tham gia cùng 5 thánh năng để tranh tài cao thấp về trình độ ăn uống, bao gồm có tổng thống Vares nè, rõ sư lọc, rồi có thằng mập phút tài tỏi, với có luôn cả thánh cương năm hào sữa. Ở tập này team anh Lâm chi hơi bị bộn tay nha mọi người, 100 triệu chẳng ít đâu. Nào là ăn tôm hùm, rồi ăn cua, ăn ghẹ, ăn sushi, ăn rồi cái mà ăn hại luôn. Thật sự là mình chưa ăn gì luôn bạn, sống quá bây giờ nó ăn gì. Để có một chiếc clip cho mọi người xem trong vòng 1 tiếng 30 phút thì quá trình ghi hình của em khá là vất vả. Nhiều cái nè anh trai ơi. Ngon. Vị nó sao? Vị nó hòa tan trong khoảng khoảng sức luôn. Không biết gì nữa sao. Ok. Gần 20 con người cùng chung tay thực hiện chiếc clip này nha mọi người. Nào là 5 người chơi, rồi cả mười mấy người team anh Lâm bao gồm quay trận, rồi có cả đội ngũ content rất là vất vả, trước khi quay còn phải chuẩn bị nữa. Ngoài sự cực khổ ra thì em có rất nhiều thời gian thú vị bên những người anh em mới quen này luôn, rất là thân thiết và yêu đời. Dù ai thắng ai thua cũng không quan trọng, quan trọng nhất là người thắng 20 triệu không phải là em. Em ơi, rồi có kết quả rồi, vậy là thành mặt phúng. Tôi lắng nghe vô chữ phúng chứ. Vậy đúng các bạn, cười và đã chiến thắng. Hai bạn muốn chia đâu, chia thôi. Nhưng mà game này khá là no. No quá. I love you, Tiêu Lam. 10 tô chứ nhiêu đây thì nhầm nhò vậy. Cuộc sống này quá là vất vả nên anh em tôi chấp nhận tham gia thử thách ăn hết tô bún bò để lấy 1.4 triệu mang về. Quyết tâm. Tô bún nặng 3 kg, thời lượng là 45 phút, nhận ngay tận 1.4 triệu. Thời gian tham gia 10 giờ tới 11 giờ thứ hai thứ bảy. Không biết có ăn hết không mà ra dễ quá mấy anh ơi. Sau khi ra dễ quá. Bốn mươi lăm phút cho thử thách bắt đầu. Ta nói chỉ có xương xương, 200g bò viên, 200g bắp bò, 200g lá mía, 200g nạm bò, rồi 200g giò heo, 1 kg 2 bún và 750ml nước. Trời ơi, 3 kg chưa nhiều đâu. Chiến thuật ăn đồ ăn. Em còn ăn hết được câu hỏi thì chăm mà bá đã nhìn hồi gì. Chiến. Rồi 10 phút rồi. Bụng mỡ bỏ lên nguồn. Quá no mọi người. Bây giờ là 15 phút mình xin đầu hàng. Nó quá. 27 phút 40 giây. Mình xin đầu hàng, bởi vì thực ra bây giờ bún nó còn như vậy thì ăn sao hết đó mọi người. Cố lên thầy, cố lên, phút nữa. Anh tôi mới vô và chiến thuật ấy. Chiến thuật đó là chiến thuật nha mọi người. Cố lên, hết đất nước đi. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, chú tôi, nhanh lên, chú tôi, nhanh lên, chú tôi, nhanh lên. Số to ra, Tôn bò siêu to khổng lồ đối với mình quá dễ. Ăn thêm 3 tô nữa. Hello mọi người, và đây là thử thách đạo bún bò. Ta sẽ có 3 size tô lần lượt với các giá tiền ở quán là bao gồm 40 cành. Đó rồi à, 55 cành và 75 cành. Bây giờ thì thời gian 30 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Rồi mới có 1 phút trôi qua tô bún bò đầu tiên, quá dễ mấy bạn luôn rồi. Đúng rồi nè, gồm có chả nè, thịt nè, chả cua nè, mọc cua nữa nha. Nước dùng rất là ngon. Nhờ em nhắm em ăn hết 3 tô này không? Em cũng biết nữa nhưng mà em sẽ sợ thử sức mình. Mới có 3 phút của mọi người, đúng là đạo bún bò thì. Chiến thuật thưởng thức như mọi người. Ghê 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 chưa? 16 phút trôi qua cho mọi người. Quá tuyệt vời. Tô 75 ngàn thưởng rất là nhiều. Không biết mình có lấy nổi 800 này không nữa.
Rồi, chín nhẹ. Wow. Còn lấy được chữ nữ nha. Rồi, còn tới 5 phút. Thử thách này quá dễ với mình rồi. Quá đơn giản. Bóng bò này quá dễ với mình. Chờ ăn thêm 3 tô nữa mình. 20 phút mà cho anh ăn thì chắc anh đã ăn được khoảng, nếu mà gỡ sạch thì chắc khoảng 6-7 con thôi. Cùng bụng mở tham gia thử thách, ai là người ăn cua nhiều nhất để nhận em 2 triệu đồng tiền mặt. Vòng loại thì mình ăn được 6 con, mục tiêu là tới đây là ăn gấp đôi vòng loại thôi. Số với anh lên là 01, em ăn được 12 con cua. Nhìn nó áp lực quá, em cũng chưa biết được bao nhiêu con. Đây là giám khảo ngày hôm nay, IQ của mình rất là công tâm nha mọi người. 20 phút mà cho anh ăn thì chắc anh đã ăn được khoảng, nếu mà gỡ sạch thì chắc khoảng 6-7 con thôi. Vòng 20 phút á thì chúng ta sẽ thi ăn cua và ai ăn được nhiều nhất thì sẽ là người giành chiến thắng. Tiêu của mình hôm nay chắc được 10 con. Tuy nhiên á là ăn là chúng ta phải ăn thật là kỹ, ăn thật là sạch và chúng ta phải giữ lại mai cua của cái con cua đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Sớm, em muộn không? Em hơi mệt. Thế giờ quá mệt mỏi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Ăn hết một tô phở có ngay 1 triệu đồng của phở Quỳnh Trâm, liệu có dễ chiến thắng? Còn nếu mà thắng vòng sơ lại vô vòng trong thì các bạn có ngay 5 triệu. Loại của bên em đó là ăn hết tô phở trong vòng 20 phút, ăn hết cả nước lẫn cái luôn thì sẽ được nhận 1 triệu đồng. Nếu không hoàn thành phần thi thì chỉ cần hoàn tiền lại trả. Với giá trị tô phở là 290 thôi ạ. 400 gram tất cả các loại thịt ở quán, 800 gram phở, 1 lít nước lèo, 50 gram giá. 20 phút cho hoàn như thi. Bắt đầu. Cái lúc này là tụi em đang miệt mài ăn lắm luôn á, mà sao ăn hoài còn hoài luôn. Mà được thêm một cái nữa là tô phở vừa chất lượng nè, vừa ngon nè. Đầu hàng. Còn 10 phút mà bụng mở đầu hàng rồi nha mọi người. Bi đệ, còn thịt rất là nhiều, phở cũng còn nhiều không kém. Chỉ riêng sáng giá. Rồi còn một phút cuối cùng còn lại thì Bi đệ cũng đầu hàng và người thắng cuộc là Đạt đệ. Nhìn Đạt đệ nhỏ con vậy thôi chứ ăn dữ thiệt, công nhận lợi hại quá. Đã vậy còn được lọt vào vòng chung kết luôn. Rồi khúc này là lãnh giải liền tay ly về em ơi. Còn đây là cái kết của những kẻ đi ăn tham gia thử thách mà không có tiền, quay đuổi cháy tới chiều mới được về. Hô hô. Mẹ cho mang cơm vô rạp. Cái đạp của người ta mà mang cơm vô là mày hơi ẩu rồi á. Thử thách mang cơm vào rạp xem phim ăn tự do như ở nhà. Mình phải mang cơm trong tô, với lại không được vương vãi cơm ra sàn là được. Thầy không? Thiệt đi. Vậy đặt cơm cho anh đi, cho anh ăn cơm gà. Vậy em ăn cơm tấm. Ok, quất. Chuyện này mà không được là mày chết với tao. Xem Conan là được mang cơm heo đúng không? Dạ ok cho em. Thầy dễ vô làm. Phút gần nhất. Hai nước ngọt. Cơm em có sẵn rồi. Cảm ơn chị. Với điều kiện là các bạn chỉ xem phim Conan thì bạn mới được đem cơm vô thôi. Nhưng mà phải bỏ trong tô gọn gàng vậy nha. Phút cho phần dự thi 3 tô của anh em tôi. Bắt đầu. Lại là bụng mở thợ săn tiền thưởng. Và hôm nay mình sẽ săn cái tô bún riêu. Đó, một tô bún riêu nặng 3kg. Nếu các bạn ăn hết sẽ được 1,2 triệu. Và đặc biệt 10 người ăn nhanh nhất sẽ được tuyển vào trong nhận ngay 5 triệu. Đặc biệt là sợi bún nhỏ, bún nhuyễn ra. Rồi cua thì là mình cua đồng hoàn toàn, không có pha trộn những cái thịt xay vào. Đồng thời là ở đây có những cái hải sản như là tôm hích, mặt tuồng. Và bên đó là có mình ở đây mình cũng tự làm được cả ốc, cả hai cua để bỏ vào thôi. Sẽ bao gồm nè, cua lòng nè, mật nè, giò heo nè, huyết nè. Bây giờ thì chiến thôi. Gần 20 phút trôi qua rồi mọi người. Mình mở cảm thấy bây giờ không ăn nổi rồi. Mình đâu ăn trước nè. Bây giờ khoảng còn 18-19 phút nha mọi người. Và hai bạn bạn Bom với lại bạn Bi đang ăn rất là nhiệt tình cho mọi người. Còn cái tô tôi là còn nguyên. Dạ, hết giờ.
Còn em là người thử thách đầu tiên và cũng là người thắng đầu tiên trong cái chương trình này quý vị. À, hẹn gặp em trong vòng chung kết. Thử thách bà người yêu ăn hết dĩa cơm sườn full tất binh đến từ nhà ba ghiền thưởng nóng cho bà nếu ăn hết dĩa năm cổ. Em ơi đừng khóc, em ơi đừng lo, tại em đòi ăn hết. Em ăn một lúc cho hết các món trên đây. Anh sẽ thưởng ngay, anh sẽ thưởng cho em một chắc năm cũ luôn. Thiệt sự là anh không có muốn làm khó em đâu anh ơi, mà tại vì em muốn nói là em ăn hết. Anh nói là bản thân anh mập như con nghèo mà anh còn ăn không hết thì em làm sao ăn hết. Cái dĩa cơm tấm ba ghiền đâu có ít em, ít là ít cái cơm thôi, còn cái miếng sườn nó bự bằng cái bản mạch anh chứ chẳng đùa. Mà thật sự là do em ăn không hết thì thôi, về nhà lau nhà, quét nhà, rửa chén, massage body 4 ngày 3 đêm không nghỉ nha em. Bóp nhẹ cái đầu anh Sai ơi. Ý gì? Ông vụ tao bác sĩ rồi. Ông chơi này, cái thí sinh sẽ dùng xe đạp chạy ngang qua bờ thành hồ. Ai chiến thắng sẽ được một sợi gửi. Bạn đang muốn ăn cái gì đó ngon đúng không? Hỏi bụng mỡ chỉ cho.